Đó, con nhồi bóng giống chị kìa. Cái này con biết trò này rồi, kêu là gì không? Này gọi là bóng rổ chứ không phải bóng đá. Trái banh còn đá ở dưới quê là gọi là bóng đá, còn trái banh này gọi là bóng rổ, biết không? Đó, con nhồi nhồi giống chị vậy đó, thảy xuống. Chụp lại, thảy xuống, nó giống chị đó, chị đánh vậy đó. Con coi chị làm sao con học theo kìa, nó. Anh nấu xanh á. Dạ. Anh nấu xanh dạy con hả? À. Coi kìa kìa, con Nam học theo chị kìa. Nó thấy chị không? Nó. Không con, tại chú đi ngang, chú dẫn em nó vô đây chơi thôi. Ở đâu con? Con cũng học nữa hả? Nam ơi, chơi ngoài nè, mấy anh đang đấu quá con, chơi ngoài thôi. Dạ, không có gì con. Ây da. Mấy tuổi rồi chú? Chú phải chủ nhật là có lớp nó dạy á. Nam mấy tuổi kìa, chị hỏi con mấy tuổi kìa. Mấy tuổi? Con mấy tuổi? Dạ em 3 tuổi, con phải nói vậy đó. Nè quay lại, không ra ngoài xa quá con, quay lại. Không mấy con qua đây chơi đi cho rộng. Ý dạ. Nam lại thảy vô cái rổ nè. Sút vô cái rổ. Đó giống chị à, chị sút vô rổ đó. Đó, Nam sút vô rổ. Tới Nam sút vô rổ. Sút vô. Ui dạ. Yeah.